cấp hàng chục người ở tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 29 tháng 10, theo thông tin mà chúng tôi mới ghi nhận được, thì lực lượng chức năng hiện đã tìm thấy được 16 thi thể, trong đó tại xã Trà Leng là 8 và tại xã Trà Vân là 8 người. Ông Hồ Quang Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện đã tìm được 8 nạn nhân tại thôn 1 xã Trà Leng. Có 2 hộ gia đình vì sợ quá đã chạy lên rừng và số lượng không nhiều như thông tin ban đầu. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng cho biết, trong số 8 thi thể, có 1 nạn nhân được tìm thấy vào chiều tối ngày hôm qua, ngày 28 tháng 10. 7 nạn nhân còn lại được tìm thấy trong sáng ngày hôm nay. Đêm qua, sau khi nhận tin báo về các vụ sạt lở đất khiến nhiều người chết và mất tích tại xã Trà Leng cũng như là Trà Vân, thì quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện trang bị chuyên dụng để khẩn trương vào hiện trường. Do thời tiết xấu thì giao thông vào thôn 1 xã Trà Leng đã bị chia cắt. Các lực lượng chức năng huy động máy xúc, xe tải để san bớt đất đá, mở đường vào các điểm sạt lở để tìm kiếm nạn nhân. Vào chiều ngày 28 tháng 10, ở huyện Nam Trà My đã xảy ra liên tiếp các vụ sạt lở đất ở các khu dân cư. Trong đó vụ sạt lở ở xã Trà Leng khiến khoảng độ 50 người mất tích và đã tìm thấy 8 thi thể. Sau đó thì có 4 người đã may mắn thoát nạn. Vụ sạt lở ở xã thể còn 1 người mất tích. Xã Trà Leng và xã Trà Vân cùng ở huyện miền núi Nam Trà My, cách nhau 45 km, giao thông rất khó khăn, địa hình phức tạp, chủ yếu là gò đồi xen kẽ với các ruộng bậc thang. Vào sáng nay 29 tháng 10 thì lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể trong vụ sạt lở núi vùi lấp hàng chục người tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Như vậy là đến thời điểm hiện tại, như chúng tôi vừa chia sẻ thông tin, tại hai xã là xã Trà Leng cũng như là xã Trà Vân thì đã tìm thấy được 16 thi thể. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong rạng sáng 29 tháng 10 thì đoàn công tác của quân khu 5 do Trung tướng Nguyễn Long Cáng dẫn đầu đoàn tìm kiếm người dân mất tích vụ sạt lở ở xã Trà Leng. Khi đến xã Tam Thái của huyện Phú Ninh thì một số cây lớn bị bão số 9 đánh đổ nằm vắt ngang đường, cản chân đoàn công tác tiếp cận hiện trường nơi những người đang gặp nạn. Trung tướng Nguyễn Long Cáng đã chỉ đạo lực lượng công binh đưa cây để thông đường, qua đó đưa trang thiết bị, máy móc cùng lực lượng cứu hộ vào hiện trường. Từ xã Tam Thái, cách Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng gần 70 km, trên đường đi còn nhiều đoạn đường chưa thông do có cây, cột điện bị đổ vì ảnh hưởng của bão số 9 trong ngày hôm qua. Trung tướng Nguyễn Long Cáng cho biết là khoảng 21 giờ 20 thì nhận được tin báo từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam về vụ sạt lở đất ở thôn 1 xã Trà Leng khiến khoảng gần 50 người bị mất tích. Ngoài ra thì tại thôn 1 xã Trà Vân của huyện Nam Trà My còn có 8 người khác đã bị vùi lấp. Tư lệnh quân khu 5 đã báo cáo sự việc trên với lãnh đạo Bộ Quốc phòng để lên phương án cứu hộ. Sau đó thì quân khu 5 đã trực tiếp điện cho Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam để lên phương án ứng cứu. Theo Trung tướng Nguyễn Long Cáng thì huyện quân khu 5 huy động khoảng 80 cán bộ chiến sĩ thuộc lữ đoàn công binh 270 cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thông tin, trinh sát để thông tuyến vào hiện trường, qua đó thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được về vụ sạt lở vùi lấp hàng chục người ở địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho đến sáng ngày hôm nay. Và trong các bản tin tiếp theo thì chúng tôi sẽ còn cập nhật thêm cho quý vị và các bạn về công tác cứu hộ cứu nạn của quân đoàn quân khu 5. Và vừa rồi là những diễn biến mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được về vụ sạt lở ở huyện Nam Trà My trong sáng ngày hôm nay. Thì nhiều địa bàn của tỉnh Quảng Nam vẫn còn ngập sâu trong nước lũ, đặc biệt là tại thành phố Hội An.
Nguy hiểm quá. Ô, lên đây, lui anh cái xe này thì phải lên đây. Lui xe đi, cả bên kia được kia. Chết rồi. Cả bên kia được kia. Lui ô tô đi, cả bên kia được rồi. Lên đây. Lui ô tô đi. Hoa chạy lên lui xe lại đi, Hoa đây. Không chờ đâu, lui xe kịp đi mà lui đi. Cả bên kia được, lui ô tô lại hết đi. Thôi rồi. Ôi trời, lại nào bây giờ? Ôi xong rồi. Lui xe lại hết rồi, cả mạng lại đây. Ôi xót thế. Ôi. Ôi, lui lại đây, lui xe lại hết cả đây. Cả bên đây rồi đây. Đừng có lăn là được. Lật rồi. Cái này là lật. Em bảo lui xe lại rồi, cái bên trái kia đấy. Trước cái đẹp. Mà nó đít xuống rồi đấy. Rồi, cái đít xuống rồi. Nó không lật rồi. Ừ, cho đít xuống trước cái tốt. Mắc vào kia rồi, mắc vào cái cây kia rồi. Mắc này, tụt xuống hẳn dưới kia còn đẹp hơn. Sợ tí nó... Con cây kia. Mai con xuống từ từ nhỉ. Đúng rồi, mai xuống từ từ con cầu được. À kia sợ nó mắc đít được kìa. Đúng rồi, sợ mắc đít. Không mắc đâu, suối đấy nó mắc đâu. Rồi, con xa quá. Xa mang lên xe xuống này. Đấy, đấy. Ôi rồi. Đấy, mắc cây. Vẫn tụt xuống này. Được, con xuống được kia là băng rồi đúng không? Vâng. Máy nó đổ xuống kia là băng đấy. Máy nó không lật. Rồi, hết đường đi luôn rồi. Đèn thế đang ở đây. Đèn này. Đến. Hả? Xong rồi thì phải cầu rồi. Máy nó chạy xuống kia là băng đấy ạ. Nó không xuống từ từ. Còn những cái đất ở trên này như này gì mà nó không lở. Bây giờ nó đầy hết xe. Trời ơi, đầy xe đấy, cho nên nó tràn những lúc đấy, ạc xe tới, luôn đấy. Tới kia là không đi được. Nó mắc xe luôn, nó tràn lên đầy luôn hết đấy. Nó vẫn xuống mà. Vừa cái xe này là khả năng mình cũng đi đấy. Nó đấy cái khe kia nó ấy rồi. Đấy nó xuống được dưới là tốt. Chỉ sợ nó xuống nó lấp xe. Mưa tiếp này, chết. Đương nhiên nó phải chết này, nó phải xuống, em nó đang xuống từ từ này nó sẽ xuống hết. Đèn thật nhỉ, dây lên một tẹo này bị. Lúc này mình cũng giảm khóc đúng không? Thế là cột luôn đường. Ôi rồi, bây giờ phải nó chạm đá. Nó bắt đầu nhờ. Nó sót nhơi. Không, nó mà chối xe là cái tốt, nó mới 5 giờ tiết, đặt cái này còn vui hết. Bây giờ như này đi mọi người ơi. Vẫn tụt nhỉ, vẫn tụt. Đường ơi,
quẹt tường đầu. Lo cho mọi người ăn ở ngoài đấy thôi. Ôi bây giờ như này này, mình gọi ai vào được đến đây thì mình cứ đi vào đi. Thế xong là ôi 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 đại rồi. Ôi 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 sót nha. Xuống kia nó hẹp quá. Xuống kia hẹp quá chắc. Khả năng mắc đây là nó được lấp hết em ạ. Nó vẫn tụt đấy. Hả? Nó vẫn đi đấy. Mắc đây là đấy, đang trượt. Gương kìa. Gương ơi. Cái gì nó sót thế. Ôi nghĩ rằng sao được. Đấy, vừa rồi nó đè bẹp. Mọc hết. Cầu được cầu được, nhưng bây giờ trời đất nó vui hết. Công trường mà lại